Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về các cái kỹ dữ liệu trong Python. Đó, thì chúng ta cùng với một số phần sau đây là các ví dụ về các kỹ dữ liệu này. Cái kỹ dữ liệu số thì như thế nào này, và chúng ta muốn random một con số bất kỳ chúng ta dùng hàm gì và các đáp kiểu. Đó. Rồi, thì về ví dụ về các cái kiểu á, thì chúng ta nhìn sơ qua này, thì trong Python nó hỗ trợ chúng ta một số cái kiểu dữ liệu sau đây, như là kiểu string này, đó, kiểu số này, đó, số nguyên này, số thực này, complex là một kiểu phức hợp á, đó, second là cái kiểu dạng là kiểu mà danh sách này, tuple này, hay là kiểu run này, đó, là cái kiểu mà chứa nhiều dữ liệu liên nhiều cái giá trị liên tiếp á, đó, hay là kiểu mapping, đó, thì nó sẽ dùng là dict, dict này, dict là dictionary đó, đó, hay là cái dữ liệu set này, set là có set và có boolean set này, và cái dữ liệu logic như là boolean này, viết tắt và chữ bool thôi. Đó, và cái dữ liệu nhị phân như là pie này, pie array và memory view này. Đó, thì chúng ta cùng xem một số ví dụ này. Đó, thì kiểu chuỗi như mình đã nói ở bài trước á, thì chuỗi này chúng ta nhớ là chúng ta có thể ký hiệu bằng dấu nháy đơn được nữa nghe. Đó, kiểu in thì như thế này, chính là kiểu số nguyên, còn kiểu số thực là có hàm dấu phẩy động nữa. Đó. Và kiểu list và kiểu tuple này. Đó. Thì mọi người lưu ý là kiểu đối với kiểu list thì nó sẽ có các cái hàm hỗ trợ khác, và kiểu tuple thì sẽ có các cái hàm hỗ trợ khác. Chúng ta cùng thử luôn này. Đây. Ví dụ như mình tạo ra một cái kiểu a là bằng kiểu list đi. Ở đây list này có chứa là x này, y này, z này, được chưa? Mình tạo ra kiểu b cũng là gồm ba cái phần tử này luôn, nhưng mà nó nằm ở trong cái dấu, đúng không? Được chưa? A này mọi người thấy này, nó sẽ có cái hàm sort này, vì hắn là kiểu list như dạng trong JavaScript á, kiểu kiểu mảng đó, nó pop là lấy ra này, sort này, copy này, count này, ra, yeah. Rồi còn kiểu tuple của B này, hắn sẽ không có những cái hàm đó, nó sẽ có cái hàm phục vụ cho cái việc là quản lý cái hàng tuple thôi, như count index này, nó phải chuyển về cái dạng đối tượng dictionary chẳng hạn này, ra, yeah. Đó. Rồi, thì ngoài ra thì chúng ta còn một số cái dữ liệu nữa như là run này. Run này là cái dữ liệu tức là nhớ dùng cho cái việc mà mình duyệt for á. Mình chạy từ, ví dụ như muốn chạy từ 1 đến 6 thì chúng ta sẽ khai báo run như thế này. Đó, cái dữ liệu dict này là giống như map á. Đó, có key và value này. Nha. Cái dữ liệu set này là cái tập hợp. Đó, hay là có kiểu frozen set nữa. Rồi, và kiểu boolean. Boolean ở đây là cái logic cho mọi người nhớ thì boolean ở đây thì chúng ta sẽ khai báo là true false viết hoa nghe. Đó, không màu xanh đi lên là từ khóa này, được chưa? Và cái false này. Đó, cho mọi người viết thường là không được nghe. Đó, viết thường là màu đen luôn, báo lỗi ngay. Nha. Rồi. Và chúng ta còn một số cái dữ liệu khác nữa này, như cái nhị phân rồi cái byte rồi đó. Đó. Còn khi mà chúng ta muốn chỉ định luôn cái dữ liệu khi mà chúng ta khai báo á, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái hàm ít kiểu vô, như là string thì sẽ có cái hàm string này, str này, kiểu số nguyên hay có in này, tương ứng với mẫu kiểu thì sẽ có cái tên hàm cho cái mẫu kiểu đó nha. List này, tuple chẳng hạn này, range thì là một cái này luôn luôn có rồi đó, và một số kiểu dữ liệu còn lại đó. Thì mọi người lưu ý là trong Python thì nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta ba cái dữ liệu số thôi, đó là kiểu số nguyên này, kiểu số thực là float này, và kiểu complex là kiểu phức hợp á. Đó. Rồi, thì chúng ta muốn random một cái number thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm là random range.run chưa? Đó, thì chúng ta cùng sử dụng thử này. Ở đây ví dụ mình muốn random mình sẽ dùng cái random chấm đó, range.run. Được chưa? Rồi, thì ví dụ như mình muốn random từ 1 cho đến 5. Mọi người lưu ý là cái số 5 thì nó sẽ không nằm trong cái bộ random này. Thì tức là nó random từ 1 cho đến 5 nhưng mà không có số 5 ở trong đó. Đó, thì mình thử chạy dần này. Đó, nó tự động nó thêm câu lệnh inbox cho mình luôn. Đó, ra số 1 này. Đó. Đó. Đó, bây giờ nó ra số 2 này, được chưa? Đó. Đó, cái random như vậy nó sẽ ra các số 1, 2, 3, 4 và nó không tính số 5 trong đó.
Rồi, và cái cách ép kiểu trong Python thì mình có nói ở cái phần trước rồi. Đó, nên các bạn có thể xem lại ở video trước. Đó, thì bây giờ mình đã hướng dẫn cho mọi người xong về các cái kiểu dữ liệu ở trong Python rồi đó.